Sau anh Nhật xin chào cả nhà, em lại tiếp tục lên sóng phục vụ các bác chiếc máy lọc khí Daikin ánh trăng hay là mặt nguyệt hay vầng trăng. Cái chiếc này thì nó đúng thật sự ra bán cực chạy các bạn, mẫu mã thiết kế quá đẹp, tính năng thì full luôn, dùng được cho phòng lớn, phòng nhỏ, phòng khách từ 10 đến 50 mét vuông đều dùng ok hết, bù ẩm các tính năng mẫu mã quá đẹp luôn. Chiếc này hiện tại bên em đang chọn những cái con đẹp ở nước đầu các bác nhé. Những cái con đẹp ở nước đầu thì bên em sẽ bán là 3,3 triệu đấy. Sau khi mà mình chọn những con đẹp rồi thì mình những con khác thì mình có thể bán rẻ đi chút các bạn. Còn lô em về được khoảng 20 con thì em cứ chọn những con trắng đẹp bán cho các bác trước. Đấy. Sau đó thì sẽ các con kia thì rẻ hơn cho các bác. 3,3 triệu cho con mã số 20 các bác nhé. Hình thức nguyên bản rất đẹp này. Tất cả các cái clip em đăng em bán con nào thì khi các bác mua đọc mã số máy cho em con 20 này thì em gửi đúng con 20. Đấy. Thì bên em không gửi lung tung máy mà tức là mua con nào em gửi con đấy, cho nên các bác yên tâm rằng là mình đã xem con nào trên clip thì là các bác sẽ nhận được đúng con đấy các bác nha. Một con mã số 20 khá đẹp luôn. Tất cả các chức năng bấm cho các bác xem này. Test thử luôn. Đấy, tắt giảm ánh sáng này. Đó, giữ 2 giây khóa cho em hẹn giờ này. Em sẽ bấm các bác xem các cái nút nó trơn tru nhé. Đấy, tất cả các nút đều hoạt động tốt được chưa? Đấy. Nên bán thì nói chung là người thật việc thật, các bác cũng không có, em không mấy khi các bác xem clip đấy, không mấy khi là mình Molyphay hay nói cái gì cả. Thực ra là một cái máy nhập về thì nó có như thế nào thì quay clip các bác nhận hàng thì em bán, em nghĩ rằng là các bác nhận được máy thì nó phải chính xác đến khoảng 90 đến 95% so với cái máy các bác đã nhận. Vì em quay thì nó rất là chân phương thôi, các bạn không có bảo là mình màu mè chỉnh sửa hay áp ủng gì đâu. Đây, thì các bạn yên tâm rằng khi mình xem clip cái máy như thế nào thì các bạn nhận đúng cái máy thấy nhá. Đây, cái con này các bạn, nội thất của nó rất là đẹp, hai cái cột tĩnh điện này rất là mới, sạch đẹp, anh tim khử khuẩn này, trắng tinh luôn. Sở dĩ là các bác nhìn cái model ánh trăng này nó bán đắt hàng là như nó vì nó có hai cột này các bạn này. Mà mẫu mã của nó trông rất hiện đại, sang trọng, hay là tính điện. Các model mới bây giờ là cắt hết rồi, cắt giảm chi phí sản xuất. Đấy, chứ không phải vì nó không tốt đâu, vì là cắt giảm chi phí sản xuất đi các bạn. Cạnh tranh giá cả mà, thời buổi. Đấy. Màng HEPA em thay mới nhá, lưới rất ngon lành này. Trong cùng là màng than các bạn. $3,3 triệu là hiện tại là cái mức giá bán mắc nhất, cao nhất ở bên em đối với Daikin vầng trăng. Đấy, còn rẻ hơn cũng có các bác, nhưng mà nó sẽ kém hơn một chút về hình thức thôi. Còn về chất lượng thì đều như nhau hết nhé. Một con máy bãi khi về thì chất lượng của nó thì gần như là nó giống nhau. Đấy, chỉ khác nhau về giá thành một chút về vấn đề hình thức thôi. Con nào được bảo quản tốt về Việt Nam. Đấy, con nào chẳng may thì bị xước nhiều hơn tí, con nào xước ít. Đấy, vài ẩm rất là mới, con này gần như không dùng nhé. Thế là giá cả bán chênh nhau một chút thôi. Thế còn nhiều shop thì họ bảo là hàng của họ là thế này thì kia thì thần thánh, thì em cũng không bàn luận nhiều. Nhưng bên em thì có sao thì nói vậy thôi. Hàng bãi mà. Đây 2015 coi nhé. Đây em giờ em quay cả series máy cho các bác luôn. Đấy, series máy C002920 này. Vì nhiều bác rất là kỹ tính, các bác đòi hỏi là đúng cái con máy của mình, đúng series. Đấy, cho nên là khi bác nào mua thì các bác báo em đúng cái con máy mã số bao nhiêu thì nó sẽ là con đấy. Chứ mã 20 các bác nhé, mã 20 thì đúng là 20, chứ không có cái chuyện là khi các bác bảo là mua mã 20 mà em lại bóc cái số 20 để ra em lại dám là cái máy khác, thì em không bảo em làm những cái điều đấy nhé. Mình bán hàng lấy cái mưu sinh cuộc sống hàng ngày, nhưng mà cũng không dùng mọi các cái biện pháp hay thủ đoạn gì để mà gian dối với các bác khách hàng, nhất là khi mà các bác lại mua online, mua trên mạng, mua ở xa. Nhiều khi cái độ tin tưởng nó đặt lên hàng đầu, mà độ uy tín thì lại càng cần các bác. Càng cần phải uy tín. Có sao thì mình nói vậy thôi, chứ không có chuyện là treo đầu dê bán thịt chó hay là bất kể một cái vấn đề gì khác. 3,3 triệu nha các bác nhá.
em công khai giá đầy đủ cho các bác luôn, 3,3 triệu. Bác nào cảm thấy nó ưng phù hợp đúng không ạ? Hiện tại thì kênh em cũng bị một số bác khác, chả biết là bác ở đâu, nhưng thỉnh thoảng vào cứ ném đá, nói chung là nói những cái mà nó không đúng sự thật, mình cũng không để ý nhiều làm gì. Ra có như nào thì em bán như vậy thôi. Cái chiếc này mà các bác vận chuyển đi toàn quốc nhé, vận chuyển đi toàn quốc cái phí vận chuyển là 80.000 đấy. Thì em hỏi các bác là đóng thùng xốp to cẩn thận cho các bác là mua hàng em rồi biết, đóng thùng xốp cẩn thận đi, với cái chi phí vào Sài Gòn, Cà Mau hay là bất kể tỉnh nào trong nước Việt Nam mình, thì bên em cái chi phí là 80.000 thì theo các bác là đắt hay rẻ đấy. Vì vậy mà một số bác vào bảo là shop em tính phí vận chuyển cao. Vận chuyển thì thực ra nó do bưu điện hay là bên các bên vận chuyển thôi, nhưng mà em làm việc với bưu điện, với cái giá cước 80.000 cho một cái máy này thì nó thật sự với các bác nó là quá rẻ rồi đúng không ạ? Quá rẻ cho một con máy để vận chuyển đi toàn quốc. Khi đóng thùng xốp vào nó rất là to. Con này bình thường nó như thế này nó đã nặng là 15 cân rồi, 14 cân rồi. Cầm đóng thùng xốp. Các bác nhìn nó hai gang tay này, không phải là nhỏ đâu ạ. Đây. Chiều cao gần 60 phân luôn. 80.000 vận chuyển thì nó quá là rẻ rồi đúng không ạ? Các bác nào lấy cái ba lô nhé, chào các bác.